Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Mưa lớn khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 chủ trì. Dự buổi họp báo có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Tham dự đại hội có 347 đại biểu. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Đại hội 13 của Đảng, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác chuẩn bị cho đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở ban ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà các phóng viên quan tâm đề cập như cách thức tổ chức đại hội, các đột phá của tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí. Kết luận buổi họp báo, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 biểu dương ghi nhận những đóng góp của các phóng viên báo chí trong công tác tuyên truyền về những kết quả nổi bật của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các phóng viên, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng những bài học kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, những tấm gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, phương châm đại hội và những thành tựu mà Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Không khí cũng như tâm tư, tình cảm, kỳ vọng của người dân hướng về đại hội. Những phương hướng, mục tiêu, đột phá mà Quảng Bình đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch trước, trong và sau đại hội. Chiều ngày 9 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy chế phối hợp sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực như theo dõi, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, quản lý báo chí địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi rác, xử lý các vi phạm trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ các công trình hạ tầng phục vụ cho thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, truyền dẫn, phát sóng, điều tra xác lập chứng cứ vi phạm, giám định dữ liệu để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thanh tra kiểm tra về đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin truyền thông, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá các công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua, đồng thời lưu ý hai đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của mỗi bên, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin và triển khai có hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp nhằm kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dâng cao, nhiều tuyến giao thông,
nhiều địa bàn bị chia cắt ngập lụt. Tính đến 13 giờ ngày 9 tháng 10 tại huyện Minh Hóa, có 16 bản của 3 xã Trồng Hóa, Sơn Hóa, Thường Hóa bị chia cắt, 12 điểm cầu tràn, khe cầu bị ngập. Có 8 thôn của 5 xã gồm Đức Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Lâm Hóa, Cao Quảng của huyện Tuyên Hóa, 6 bản ở xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Các xã Trường Xuân, Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh của huyện Quảng Ninh bị chia cắt giao thông. Có 7 bản của 2 xã Lâm Thủy và Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Một số thôn của Cảnh Hóa, xã Liên Trường và xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch cũng bị chia cắt. Toàn tỉnh có gần 13.000 nhà dân bị ngập lụt. Nhiều nhất là ở Quảng Ninh, gần 4.400 nhà, huyện Lệ Thủy hơn 7.650 nhà. Để chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ người dân phòng chống lũ lụt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Để giúp người dân ứng phó với lũ lụt, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tại nhiều tuyến điểm, chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự tỉnh Quảng Bình đã chủ động thực hiện phương án 4 tại chỗ, trong đó duy trì tuần tra kiểm soát cả khu vực trọng yếu, các vùng sạt lở đất, hạ thủy cano, thuyền máy, đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Chỉ đạo cho các đồn biên phòng cùng với các lực lượng của chính quyền, công an, dân quân túc trực ở những cái nơi bị chia cắt, rồi bị có nước lũ chảy xiết để là hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó, trên mùng 8 tháng 10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra và đánh giá các công tác chủ động phòng chống mưa lũ của chính quyền, người dân địa phương. Ban chỉ đạo đề nghị người dân không được chủ quan, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch, sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ kéo dài. Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng có phương án hỗ trợ bà con nếu mưa lũ kéo dài. Tuyên truyền hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chính quyền cơ sở, các chính quyền thì chúng tôi cũng đề nghị là cái một là rà soát và sẵn sàng các cái phương án để hỗ trợ cho bà con, cứu trợ cho bà con khi mà cái tình hình mà lâu dài kéo dài ngày mà cần bà con cần phải có cái sự hỗ trợ cũng như là cứu trợ trong cái tình huống mà có cái sự cố xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong tối ngày 8 và 9 tháng 10 tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn tiếp tục kéo dài làm chia cắt nhiều địa phương. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng, phương tiện cơ động giúp dân vượt lũ. Tại thị xã Ba Đồn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Danh tiếp tục dâng cao. Trên địa bàn thị xã, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị nước lũ bao vây. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn đã khẩn trương huy động toàn bộ quân số, phương tiện, bảo đảm lương thực, nước uống, cơ động giúp dân vượt lũ trong đêm tối. Tôi cũng đã chuẩn bị phương tiện gồm hai cái xuồng cao tốc với lương thực, thực phẩm, thuốc men. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã chuẩn bị hơn 300 thùng mì tôm để sẵn sàng ứng cứu cho những khu vực dân bị ngập lụt. Với quyết tâm không để mưa lũ ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân, trong ngày 9 tháng 10, công tác ứng phó với mưa lũ tiếp tục được các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quảng Bình chủ động triển khai theo phương châm 4 tại chỗ. Tại huyện Minh Hóa, cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân cơ động đã vào tận rốn lũ ở các xã Minh Hóa, Tân Hóa để kịp thời ứng cứu, di dời người và tài sản đến vị trí an toàn. Lực lượng của ban chỉ huy huyện cũng phối hợp với dân quân của xã Tân Hóa, xã Minh Hóa và lực lượng của bộ chỉ huy tỉnh xuống trực tiếp mà hướng dẫn bà con tránh lũ dài ngày, cử lực lượng phương tiện để vận chuyển các bà con nhân dân mà bị ốm đau hoặc là bị bệnh hiểm nghèo kịp thời lên cái tuyến bệnh viện của huyện và tỉnh. Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục kéo dài với phương châm lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó. Bên cạnh việc giúp dân phòng chống lũ, các đơn vị lực lượng vũ trang Quảng Bình cũng đồng thời triển khai lực lượng xuống từng địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai các giải pháp để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng ngập lụt. Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt để tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ người dân phòng tránh lũ, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện đến các khu vực sung yếu để phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các vùng bị ngập sâu. Lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung về các cái vùng sung yếu trên địa bàn để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chúng tôi đã chỉ đạo quan cấp huyện để mua các thiết bị nhu yếu phẩm để về cùng khắc phục hậu quả với bà con nhân dân trên địa bàn để góp phần giảm thiểu thiệt hại xảy ra. Ngoài ra, lãnh đạo công an tỉnh cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, thăm hỏi tình hình đời sống sinh hoạt của người dân vùng ngập lụt, đồng thời động viên hỗ trợ 500 thùng mì tôm, 200 thùng nước lọc và một số nhu yếu phẩm cần thiết để người dân giảm bớt khó khăn do lũ lụt. Lực lượng công an tỉnh đã hỗ trợ một số cung ứng phẩm như mì tôm, nước rồi các thứ hỗ trợ cho bà con là trong lúc chia cắt ở cái địa bàn xã, nên là được hết thì thay mặt địa phương là cảm ơn là ban công an tỉnh cũng như ban công an huyện và là ban chỉ đạo của xã Cư Nậm tạo điều kiện giúp đỡ địa phương. Hiện nay công an tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời triển khai công tác ứng phó, hỗ trợ nhân dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 9 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến các địa bàn xung yếu để chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ. Mưa lũ đã khiến mực nước ở các khe suối dâng cao, gây ngập trên 600 nhà dân, làm chia cắt cục bộ nhiều nơi ở huyện Minh Hóa. Đặc biệt ở xã Tân Hóa đã có trên 500 nhà dân bị ngập. Lãnh đạo huyện Minh Hóa đã có mặt để trực tiếp chỉ đạo công tác di rời dân đến nơi an toàn và tổ chức lực lượng tìm kiếm một người bị mất tích tại bản Tara, xã Tân Hóa. Những người dân bị đau ốm, mắc kẹt, không thể về nhà đã được lực lượng quân sự, công an huyện di chuyển bằng cano đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của mưa lũ, một số vùng trũng thấp tại địa bàn huyện Quảng Trạch bị cô lập, các tuyến đường giao thông bị ngập nước. Tại thôn Tân An và Phù Ninh, xã Quảng Thanh, 150 nhà dân ở đây bị ngập nước. Đây là địa bàn thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Vì vậy, ngay khi có thông tin về tình hình mưa lớn kéo dài, cấp ủy chính quyền địa phương cùng người dân đã chủ động các phương án ứng phó. Thời tiết đã bảo thì mình ở cái vùng thấp đây lụt hay là ngập thì mình lại chuẩn bị trước. Mình là soạn sửa những đồ đạc mình cho lên cao, tinh thần mình chủ động trước, còn những cái gì mình phải di tản. Được cửa vô là mình phải dọn dẹp cái đồ đạc rồi đó. Vô nhà thì phải chỉ còn chờ bùa thì phải xếp lại hết. Nói chung là khi mưa là cái vùng đấy là ngập hết đó. Mưa lớn đã làm một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Quảng Trạch bị ngập lụt và chia cắt một số khu vực như tại thôn Kinh Nhuận, xã Cảnh Hóa, thôn Trường Long và Phủ Cường, xã Phủ Hóa, thôn Thuần Hòa, xã Liên Trường. Ngoài ra, mương thủy lợi ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu bị sạt lở. Kè ven sông chống sói lở tại xã Quảng Phú trong quá trình đang thi công bị sói lở. Huyện Quảng Trạch cũng đang cử các đoàn công tác trực tiếp về tại các địa phương để nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn các địa phương và người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cũng đã rất khẩn trương để chỉ đạo cho các xã là thực hiện cái phương án bốn tại chỗ và thống kê cái số hộ dân thấp trũng để có phương án cụ thể là di dân khi cần thiết. Tuy nhiên thì đến nay là tình hình vẫn chưa đến cái mức độ phải di chuyển dân, cho nên là các địa phương vẫn tích cực là hỗ trợ nhân dân để theo dõi cái tình hình mưa lũ và sẵn sàng ứng cứu trong những trường hợp cần thiết. Một số xã như Cảnh Hóa và Phù Hóa thì cũng đã cho học sinh ở những cái vùng thấp trũng nghỉ học để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Hiện nay, huyện Quảng Trạch đang chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ, chỉ đạo dự trữ đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để phòng lũ chia cắt lâu dài, đồng thời chủ động các phương án bốn tại chỗ nhằm kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tại huyện Bố Trạch, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó mưa lũ. Tại xã Cư Nẫm, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến cho mực nước dâng cao, chia cắt, cô lập hoàn toàn hơn 374 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu của hai thôn Hà Môn và Mỹ Sơn. Trong đó, 30 hộ có nhà bị ngập, hàng trăm học sinh trên địa bàn cũng phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân xã đã cử cán bộ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể trực tiếp
về tại địa bàn thôn để kiểm tra tình hình, huy động được lực lượng công an viên, huy động được lực lượng xã hội để tham mưu trực tiếp cho Ủy ban nhân xã trong công việc là phòng chống lũ tại các cái thôn mà đặc biệt bị ngập lụt cục bộ. Không chỉ riêng xã Cửa Nẫm mà hiện nay trên địa bàn huyện Bố Trạch, 11 thôn bản ở các xã Liên Trạch và Thượng Trạch cũng bị nước lũ chia cắt, cô lập hoàn toàn. Tuyến đường tỉnh lộ 562 đoạn đi qua địa bàn xã Thượng Trạch và nhiều tuyến giao thông nội thôn trên địa bàn huyện cũng bị ngập nước, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 21 điểm trường tại các xã Liên Trạch, Hưng Trạch và Thượng Trạch, Cửa Nẫm, Hải Phú, thị trấn Phong Nha phải cho học sinh nghỉ học. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 81 nhà dân bị ngập nước từ 0,2 m đến hơn 1 m. Nước sông Son lên nhanh đã khiến chợ Phong Nha và khu vực trung tâm thị trấn Phong Nha bị ngập lụt, khiến cho hoạt động giao thương, buôn bán, du lịch, dịch vụ tạm thời bị ngưng trệ. Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng đã có công điện và cũng đã trực tiếp cử các cán bộ để chỉ đạo tại các địa phương. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng đã rất kịp thời tổ chức triển khai các kế hoạch phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân để mà làm hạn chế tối đa nhất là không để thiệt hại về người, về tài sản của bà con nhân dân và tài sản của nhà nước. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời có phương án cụ thể để di dời, sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, vùng ngập sâu, nguy hiểm, sạt lở đất, triều cường đến nơi an toàn. Tại thành phố Đồng Hới, một số khu vực thấp trũng bị ngập sâu và nhiều tuyến đường nội thành bị ngập cục bộ do mưa lũ. Đến trưa ngày 9 tháng 10, một số tuyến đường chính như Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Hưng Đạo, Hữu Nghị, Lê Lợi, Hương Giang, Nguyễn Văn Trỗi và nhiều tuyến đường nhỏ ở các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã bị ngập cục bộ do mưa lớn. Hệ thống cống thoát nước không thoát được kịp thời. Mưa lớn kèm gió mạnh cũng đã khiến nhiều phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này di chuyển khó khăn. Đặc biệt tại tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải có hơn 130 hộ dân bị ngập sâu, trung bình từ 0,8 đến 1 mét. Nhất là khu vực vào cảng Cảng Nhật Lệ. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý trên địa bàn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động các phương án bốn tại chỗ, kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều người dân ở thành phố Đồng Hới bất chấp nguy hiểm ra sông Nhật Lệ vượt củi. Tại các bến sông Nhật Lệ, đoạn gần tượng đài Mẹ Suốt và công viên Nhật Lệ, có hàng chục người dân mang theo những chiếc sao dài có móc sắt đứng sát bờ sông để ngoắc kéo gỗ củi vào. Trong số đó có nhiều khúc gỗ to, người dân đã huy động các loại phương tiện như xe cẩu, xe ô tô tải lớn để vận chuyển. Được tình hình đó, sau khi kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đồng Hải cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở không để người dân vượt củi khi mưa lũ nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc về người xảy ra. Tại huyện Quảng Ninh, tính đến chiều tối nay, lượng mưa trên địa bàn có giảm, tuy nhiên tại các xã thấp trũng và vùng ven quốc lộ 1A, nguy cơ ngập úng cao. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua, toàn huyện có gần 3.400 hộ dân bị ngập từ 0,5 đến 1 mét, trong đó nhiều nhất là xã Hiền Ninh 400 hộ, Tân Ninh 202 hộ, Duy Ninh 150 hộ, Trường Sơn 150 hộ và 7 bản của xã này bị chia cắt đến nay vẫn còn chưa thống kê cụ thể. 5 xã vẫn bị chia cắt giao thông là xã Trường Xuân, Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh. Toàn huyện có 110 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các xã Duy Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh và Võ Ninh bị thiệt hại. 300 ha diện tích hoa màu, cây trồng bị ngập. 300 ha diện tích cây sắn chưa thu hoạch bị thiệt hại. Đến nay, tại các xã Trường Sơn, Trường Xuân, nước lũ đã dần rút. Tuy nhiên, các địa phương vùng trũng và vùng quốc lộ 1A, nước lũ lên nhanh, nguy cơ ngập úng rất cao. Trên địa bàn xã Võ Ninh là có 152 hộ bị ngập hoa màu rồi nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nhiều. Nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ. Ban chỉ phòng chống thiên tai của huyện cũng như các xã đã tích cực triển khai các phương án để cùng với các cơ quan có liên quan hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Đến thời điểm này thì một số nơi như Trường Sơn thì nước đã xuống, được số xã như Võ Ninh, Tân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh thì nước vẫn đang lên và cũng đang tích cực tuyên truyền khuyến cáo bà con là
tuyệt đối không được chủ quan trong thời điểm này, đặc biệt là tính mạng của nhân dân. Chúng tôi cũng đang triển khai các phương án để nếu tình hình mà ngập lụt còn lâu dài thì có các phương án để hỗ trợ cho bà con, nhất là những nơi bị chia cắt, bảo đảm cái cuộc sống để mà vượt qua cái thiên tai trong đợt này. Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo nghiêm cấm, ngăn chặn các trường hợp cố tình vượt quỹ đánh bắt thủy sản trên các sông suối, đồng ruộng khi có lũ lụt xảy ra, phân công cán bộ túc trực tại các điểm giao thông vùng thường xuyên bị chia cắt, có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân ở những vùng bị chia cắt, cô lập, báo cáo kịp thời tình hình mưa lũ để xử lý các tình huống xảy ra, tránh thiệt hại về người và tài sản. Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại về tài sản, rất may là chưa có thiệt hại về người. Toàn huyện có hơn 7.600 hộ dân, 210 ha hoa màu, 125 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt, tập trung ở các xã Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy. Ước tính tổng thiệt hại là trên 6 tỷ đồng. Dự báo tình hình mưa lũ sẽ còn kéo dài, huyện Lệ Thủy đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng ứng cứu và di dời các hộ dân khi có sự cố xảy ra. Có kế hoạch xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn hồ chứa và các hồ sơ ở vùng hạ lưu hồ đập. Mời quý vị và các bạn theo dõi công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình gửi Giám đốc Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ, nội dung chính như sau. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, do ảnh hưởng của xoáy thuần nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh có mưa to đến rất to, mực nước ở các sông có khả năng lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3, gây ngập lụt có thể kéo dài. Trong tháng 11 và nửa đầu tháng 12 năm 2020, có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 xoáy thuần nhiệt đới. Để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là bão mạnh, lũ lớn có thể xảy ra liên tiếp kéo dài trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tập trung triển khai các nội dung chính sau. 1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là ở cấp địa phương, cơ sở, nâng cao trách nhiệm chỉ huy chỉ đạo, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn có nghiệp vụ chuyên môn, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cuộc sống sinh hoạt trong tình huống thiên tai xảy ra liên tiếp kéo dài. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ra soát kế hoạch các địa điểm, khu vực sơ tán dân đối với các dân cư, khách du lịch ở khu vực thấp trũng ven biển cửa sông, nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất, nhất là khu vực có các sông suối xuyên biên giới, chủ động gia cố chắc chắn vệ sinh, tiêu độc khử trùng với các khu vực địa điểm sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho nhân dân đối với các tình huống thiên tai cũng như dịch bệnh COVID-19. Báo cáo kết quả ra soát kế hoạch sơ tán dân về văn phòng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh. 3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trước, trong, sau thiên tai, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập. 4. Khi có tình huống bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, kiểm điểm chặt chẽ, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu, không để xảy ra thiệt hại do va đập, chảy nổ trong khu neo đậu. Kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn với cả cấp gió bão, tổ chức chặt tỉa cành cây, hướng dẫn trang trọng gia cố nhà cửa, bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trường học, cơ sở y tế, các tháp cao, hệ thống lưới điện, khu công nghiệp để giảm thiểu thiệt hại, không chủ quan, không để xảy ra tai nạn trong khi gia cố trang trọng nhà cửa, sơ tán vật dụng, triển khai phương án sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn theo từng kịch bản cấp độ thiên tai trước khi bão đổ bộ. 5. Khi có mưa lũ xảy ra, theo từng cấp độ thiên tai, huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng thấp trũng ven sông suối, những hộ không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó chú ý phương án có thể phải sơ tán dân ngay, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, bố trí tạm cho hộ dân phải di dời, không để người dân thiếu đói rét, thông tin kịp thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa lũ, triển khai phương án bảo vệ các ao hồ, lồng bè nuôi thủy sản, các vườn cây lâu năm, cây ăn quả, sẵn sàng di dời gia súc gia cầm tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn. 6.
kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình bị hư hỏng đang thi công, nhất là các hồ chứa nhỏ, xung yếu, chỉ đạo vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa và vùng hạ du, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. 7. Sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, kiểm tra các bến đò ngang, các nơi ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động dừng hoạt động đối với các cầu phao, đò ngang khi có mưa lũ lớn, nghiêm cấm việc người dân vượt củi, đánh bắt thủy sản trên sông suối, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người sau mưa lũ, bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ lớn. 8. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong thời gian trước và trong và sau đại hội đảng bộ tỉnh và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 9. Khi có tình huống thiên tai, bão, lũ xảy ra, phải nắm thông tin về người dân đang còn ở trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn để phòng lũ quét, sạt lở đất. 10. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ nhân dân khi có yêu cầu. Có tính đến khả năng mưa lũ, ngập úng chia cắt kéo dài, đặc biệt là những khu vực sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc sinh sống. 11. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân về công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, lưu ý tình huống thiên tai có thể xảy ra liên tiếp và kéo dài. 12. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, đưa ra nhận định sớm, đảm bảo độ tin cậy để thông tin đến các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. 13. Tổ chức bố trí các lực lượng để kịp thời xử lý, đảm bảo thông tin liên lạc, điện sản xuất, điện sinh hoạt thông suốt trong mọi tình huống. 14. Ngay sau thiên tai, khẩn trương thực hiện các giải pháp sớm ổn định đời sống cho người dân, khẩn trương vệ sinh môi trường, khắc phục, khôi phục sản xuất kinh doanh. 15. Thực hiện thống kê thiệt hại, đảm bảo chính xác và mức độ thiệt hại trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ chiến sự tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo. Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm kiêm phòng thủ chiến sự tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở ngành đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện. Hết nội dung công điện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã ký. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 92 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 93 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 92 đến 100%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 89 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 89 đến 98%. Khu vực thị trấn Quản Hào nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiển Sang nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 100%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2020, nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 84 đến 99%.